Barrow anh ta sẽ thả một con Skaven. Vâng, Second và Best thì mình nghĩ đây là một cái deck khó rồi. Hoặc cái deck mô tả đầu, đây là deck mô tả Minor Balloon Cycle. Và Zack thì anh ta hình như là chơi Pekaram rồi. Nếu mà Pekaram thì có cả Fisherman. Thì đây là một cái deck nhiều Pekka Balloon. Đâu, Zack chơi Lava. Zack chơi Lava. Bên này có Fisherman, không ảnh hưởng đến Lava. Và thêm một có một cái Balloon. Có một cái Balloon, ok, đúng là Balloon. Và một cái Barbarian. Nhưng không có Inferno rồi. Có giáp không? Rồi, Classic Version với lại đây Lava. Một cái Fireball GG. Đổi trụ luôn. Tuy nhiên thì đổi trụ như thế này thì ra Balloon anh ta sẽ bị lỗ. Anh ta gần như không ăn được trụ. Bên này chỉ cần một đàn minion thôi. Ok, lần đầu tiên mình thấy Zack chơi và anh ta đã không bị bắt bài rồi. Tuy nhiên hãy rất cẩn thận bởi vì Roaparo anh ta đang cố gắng là kéo Zack đang cố chạy theo cycle. Ở trong cái bài này thì con Fisherman nó gần như là nó vô hại. Và Zack chỉ cần là giữ được Ellie để Fireball cho con Muscity thôi thì đang hợp lý. Bây giờ Barbarian rồi. Phải giết ngay được con Muscity. Thả được đàn Minion sẽ hợp lý. Rồi, đẹp được con Balloon. Tuyệt vời. Không cần, cứ từ từ thôi. Zack anh ta không bị... Anh ta có bị chết con bộ thì anh ta vẫn còn quân không, chứ không quan trọng cho lắm. Rồi, Barbarian sẽ chém Must. Bây giờ là một lượng đam cực kỳ lớn, không có building. Đẹp như thế nào đây? Sẽ có một con Must nằm xuống và... Một cái giáp sẽ là cho đàn Jordan Best GG. Đây gọi là counter trở lại. Ở trận đấu mùa trước thì đánh hai trận thì Barbaro anh ta đều mang deck counter gần như là deck Hawk mà. À, khi đánh Hawk thì anh ta chơi Balloon thì sao nhỉ? Lava Clone. Và khi mà đánh Lock Bass thì anh ta chuyển là một cái deck gì nhỉ? Là một cái gì, nói chung là counter mình nhớ không, nếu nhớ mình nhớ không nhầm đúng là counter luôn. 70% luôn. Và ngày hôm nay Zack quay trở lại với một cái deck gọi là chân cơ luôn, đánh cực kỳ đơn giản. Ok, Zack Balloon Cycle đây không? Hay là Hawk đây rồi? Thả một con Ice. Hawk Cycle hay là Balloon nhỉ? Hawk Cycle. Hawk Cycle. Tăng độ khó cho game đây. Rồi. Hawk Cycle với lại Golem Lightning. Hawk đẩy lên tiếp, Hawk đẩy lên tiếp. Hawk đẩy lên không, họ đang đẩy luôn. Đây là X-Bow with Pump. X-Bow with Pump này một cái deck ở đó là khá là khó. Thực ra là khá là khó đánh đấy. Bây nhiêu bây giờ là thời điểm để tích bắn X-Bow rồi. Fisherman. Rồi rất nhiều đam đến từ X-Bow. Tuy nhiên thì trong cái bài này á, X-Bow nó chỉ có mỗi Slop và Snowball thôi. Vậy đánh rất là khó. Hơn nữa thì bên kia có một deck gọi là cực kỳ là chảy bừa. Cực kỳ là gọi là nặng. Nếu mà khi mà Aurora Palo anh ta kiểm soát trận đấu thì gần như là Zack cần thua. Và bây giờ là Golem. Zack sẽ xử lý như thế nào đây? Zack cần phải defend trước, theo cuối cùng là Tesla thôi. Tuy nhiên thì rất dễ bị Lightning. Rồi tách được đằng gọn, tiếp tục đẩy con ICD, rồi hợp lý. Nhưng hãy dẫn tuần tiếp theo rất dễ là bị Fisherman, bởi vì Fisherman nó mà kéo không mất CD thì gần như là... Đấy,
mình phải nói là con Fisherman là một con khá là khó chịu trong cái mùa này. Hãy rất cẩn thận với con Fisherman, nó kéo con Mercy lại gần mà nó vả cho. Và gần như vậy thì rất khó đánh để cái phần đẹp, rất khó để đặt bình. Tiếp tục là bây giờ anh ta đã kiểm soát trận đấu rồi. Trời ơi, thời gian đây, đây là một thời gian mà để test, để cắm bình thì mình nghĩ là không đến nên. Tuy nhiên khá là khó đánh. Con này xin nó sẽ bị kéo lại và gần như là không đánh là hướng bởi con Midens vào trụ rồi. Bây giờ Lightning rất khó đánh. Nếu mà anh ta chơi Hawk thì anh ta vẫn có thể ăn được. Tỷ lệ thắng vẫn là gọi là 40-60. Tuy nhiên thì gặp deck Equip Pump này gần như là không ăn được, bởi vì là spell nó không có. Và gặp một cái deck Lightning chảy căng như này thì gần như là không ăn được. Deck bầu đổi trụ, tuy nhiên thì 274 máu thì gần như là hết rồi. Nếu mà cho cái bài này mà rắc anh ta chơi Balloon thì anh ta thắng luôn. Không phải nghĩ gì hết. Balloon Cycle thì anh ta thắng luôn, anh ta chả phải nghĩ gì luôn. Ok, GG, một cái deck quá là khó rắc và chúng ta bây giờ là 50-50 rồi. Tuy nhiên là cái tâm lý của Rapalo anh ta vẫn nặng hơn so với rắc. Thực ra là phát cái mình họ không mạnh, đánh giá là không mạnh ở buổi trước, game mà xếp vào ranking. Ok, chúng ta sẽ đến vào game cuối cùng. Liệu rằng sắc thắng hay không, chúng ta còn chờ xem deck gì đây. Tiếp tục, Balloon hay không, Balloon Cycle hay không. Đâu, Igbo rồi. Nhưng mà Igbo phiên bản gì ta? Sao không thì đây trông rằng đây là mình giới phần Igbo Cycle. Và đây là Balloon, vâng đúng luôn. Thực sự để mà nói thì Balloon Cycle khớp. Thực ra là Balloon Cycle khi mà chúng ta đánh chuẩn thì gần như là ăn được cái deck của Igbo. Tuy nhiên thì khởi đầu như thế này do Balloon anh ta đang bị mất nhiều đam. Đó là mình phân tích là nếu giá như thôi, game là như vậy. Chứ còn khi mà vào trận đánh rồi thì còn nói chuyện gì nữa. Ok, và chúng ta sẽ Fisherman. Thông thường thì X-Bow Balloon sẽ ăn được cái deck X-Bow này. Tiếp tục đẩy Balloon này. Fisherman kéo về. Và đây là thời gian của Balloon. Họ phải đẩy Tesla. Còn Miner lại đi vào trụ. Đấy, các bạn có thấy là cái deck Balloon này xoay rất là nhanh. Vì vậy là khi mà Xbo mình cứ bị chỉ đánh lạc hướng với Xbo, sau đấy là đẩy Balloon và đẩy Muskity thôi thì gần như là đã giết được, gần như là không có đam đến từ Xbo. Và bây giờ Xbo đặt thấp xuống, đúng rồi, anh ta không vội vàng gì, đàn mét và gần như là cuối cùng là Inferno Tower đúng không, hay là một Snowball. Mình nghĩ là một Snowball thì đúng hơn, bởi vì mình hiện tại chỉ có spell. Tiếp tục họ đẩy, họ sẽ đẩy Balloon lên. Tiếp tục sẽ đẩy Balloon Tesla đây rồi. Một cái bài vôn không, chưa đủ Eli rồi. Không có đam đến từ Xbo. Nó vẫn đang bận để bắn con Fisherman. Tiếp tục đẩy Xbo không? Không, tờ này không được rồi, tại vì chưa có support. Anh ta là Xbo rất là thấp. Nó sẽ làm như thế này thì Balloon vẫn bị nó rồi. Tuy nhiên là không có đam đến từ Xbo. Không có đam đến từ Xbo thì như thế này thì không có đam đến từ Balloon nữa. Xbo bắn vào trụ rồi, rất nhiều đam, trời ơi. Ok, GG rồi. GG rồi. Đáng lẽ ra là chuyển sang đánh một cái Bavarian thì nó sẽ khỏe hơn nhiều so với lại một cái Snowball. Thì trong cái bài này mất chấp nó sẽ là 50-50. Tuy nhiên thì như thế này thì không ăn được rồi.
Xbox sẽ bắn vào trụ chưa được rồi. Xbox sẽ ngắm vào trụ, Fisherman nó xuất hiện rồi. Thì như thế này thì anh Rua Paolo anh ta gần như là cứ bị thiệt Eli. Anh ta không có cách nào để giết được hai con này chưa. Balloon thì không thể vào được trụ bởi vì Tesla đứng ở đây quá mạnh. Như thế này thì Balloon chắc chắn là sẽ thắng rồi. Chỉ cần 2 phút nữa. Và bây giờ Jack sẽ cần thủ tẩy búa rồi và đợi khi có cơ hội là sẽ công bằng Xbo lấy thêm một chút đam nữa là cái kết quả gọi là nguy chặt rồi. Điểm fan cực kỳ tốt, vì dễ thì đúng hơn nhưng mà tốt. Lại có đam đến từ bà Lock. Tesla đâu đó, là Tesla vạch một phía sẽ hợp lý hơn rồi. Còn Miner, tuy nhiên có Miner nguy hiểm quá, phải giết được con Miner. Lượng máu bây giờ là hơn nhau 760 máu. Và như vậy là Balloon không còn vào được trụ nữa rồi. Với một tốc độ bắn như thế này thì mình nghĩ là Balloon sẽ không vào trụ đâu. Tesla rồi. Good happy, the happy new video, ok. Let me like, share video. I have lost on Tally channel. Bây giờ lúc mà đặt Xbow sẽ thêm một vài điểm đam nữa sẽ là an toàn. Tầm này sẽ đẹp như defense tốt đi. Rồi một cái fireball nữa là fireball the last fireball GG. Trúng thủ của anh. Congratulations. Vâng, bây giờ sau một ba vòng đấu thì là tỷ lệ số là 3-1. Pháp 3-1. Game Week 1-3. Ok, chúc mừng Jack, chúc mừng team Pháp. Và sau 3 vòng đấu thì kết quả Game Week đang càng về càng thực tệ. Họ vẫn còn 4 vòng thì 7 vòng nữa. Chúng ta vẫn còn 7 vòng.